vận động viên Đào Duy Phú, đơn vị Thái Nguyên, trang phục đỏ gặp vận động viên Phạm Văn Có, đơn vị Thừa Thiên Huế, trang phục xanh. Sau trận đấu này, mời hai vận động viên tranh huy chương đồng hạng 65kg Nguyễn Hữu Minh Đức, đơn vị Thanh Hóa và vận động viên Đặng Trọng Hải, đơn vị Hà Nội chuẩn bị. Mời hai vận động viên đứng giữa thảm. Xin công bố kết quả trận thi đấu vừa qua như sau. Vận động viên Phạm Văn Có, trang phục xanh, đã giành huy chương đồng hạng 65kg. Xin toàn thể nhân dân cho một tràng pháo tay thân ứng, khích lệ tinh thần thi đấu cho các vận động viên. Xin trân trọng cảm ơn.